Đang có mặt tại phòng thử phim của Vida ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì như các bạn đã biết, cái con đầu phát Burcom House Spitan là một trong những dòng sản phẩm đầu phát mới nhất mà Burcom House vừa tung ra thị trường trong thời gian gần đây. Thì cái chiếc đầu phát này là một trong những chiếc đầu phát có khả năng chơi được những bộ phim HD, Full HD cũng như là những bộ phim 3D rất là ấn tượng. Thì ở cái video clip ngày hôm nay mình sẽ tiến hành test cái khả năng duyệt những cái bộ phim 3D Blu-ray ISO trên cái con Burcom House Vita này để xem coi cái khả năng xử lý cũng như là log file của nó cũng như là cái chất lượng hình ảnh trình chiếu của những cái bộ phim 3D này như thế nào. Thì ở đây mình có một cái chiếc Burcom House Vita cùng một cái ổ cứng gắn ngoài qua cái cổng USB 2.0. thì mình sẽ mở một vài những cái bộ phim 3D xem coi cái khả năng của nó như thế nào. Rồi thì bây giờ mình sẽ tắt đèn. Đó, thì mình sẽ chọn một bộ phim. Đầu tiên đó là Avatar, có định dạng là 24GB Blu-ray 3D ISO. Đó, nó resume lại cái khúc mà mình đang xem dở. Thì trên cái con Burcom House Vita này, thỉnh thoảng mình cũng gặp một cái vài trường hợp là khi mình lót những cái bộ phim Blu-ray 3D ISO thì khi mà nó resume lại thì nó sẽ bị giật ở phần đầu. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ tua nó để xem coi nó có bị giật không. Mình tua về phần đầu luôn. Cái khả năng chơi HD cũng như Full HD của cái chiếc Burcom House Vita này cũng rất là tốt. Đây là một trong những chiếc đầu phát rất đáng để trải nghiệm cả về mặt chất lượng hình ảnh cũng như là cái những cái tính năng mà nó có được. Đó. Chất lượng hình ảnh trên cái chiếc Burcom House Vita này rất là ấn tượng với con chip Sigma thế hệ mới nhất SMB8757 ở bên trong. Đó. Thì để cho cái chất lượng trải nghiệm xem phim của bạn được tốt hơn thì bạn có thể kết hợp với những cái dàn loa 5.1 để có được những cái trải nghiệm tốt nhất về cả mặt âm thanh lẫn hình ảnh. Thì ở đây mình sử dụng cái dàn loa 5.1 Logitech Z906. Đó. Thì đây là một trong những dàn loa vừa có thể xem phim vừa có thể nghe nhạc. À, thì bây giờ mình tua thử xem. Đó thì nó không xử lý ngay mà nó gặp một chút nó bị hơi vấp một tí. Đấy. À, thì bây giờ mình sẽ mở tiếp thêm một bộ phim khác nữa. Thì nhìn chung cái khả năng trình phát 3D Blu-ray ISO trên cái con Burcom House Vita như thế này cũng rất là tốt rồi. Bởi vì cái cấu hình của nó thì không thể nào so sánh được so với những cái chiếc đầu phát nền tảng Android với những cấu hình siêu khủng. Thì qua những cái video bạn không thể nào đánh giá hết được cái chất lượng hình ảnh cũng như cái chất lượng âm thanh khi sử dụng cái chiếc Burcom House Vita này để xem phim. Cho đó có để có được những cái trải nghiệm tốt nhất thì mời bạn đến Vida ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10 để có những cái trải nghiệm và đánh giá cho riêng mình một cách tốt nhất và dĩ nhiên là hoàn toàn miễn phí.